Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhé. Như các bạn biết đây, tiếp tục là câu cá. Các bạn thích câu cá to phải không? Hôm nay tôi sẽ câu cá to cho các bạn. Các bạn này, cái ao này, ao rộng binh thiên luôn. Cái ao này chính là cái ao nuôi cá thịt. Các bạn ơi, rất nhiều cá to, nhưng mà quan trọng cá to nó có cắn câu không. Thì hôm nay sẽ có 3 người chơi đây nhá. Mỗi người sẽ có câu được 3 con. Và sẽ có 3 tiêu chí để tìm ra người chiến thắng. Đấy là chọn một con to nhất nè, rồi cân cả 3 con này, rồi đo chiều dài cả 3 con nhá. Người nào chiến thắng sẽ nhận 1 triệu đồng tiền tôi các bạn ạ. Thật chứ cái trình độ câu cá của tôi thì các bạn biết rồi. Chỉ cần 90 clip thì tôi may ra tôi thua khoảng độ 8 clip vậy này. Thì hôm nay câu cá to hay là cá dài hay là cá lặng thì thật chứ đẳng cấp của tôi nó lên tất cả bạn ơi. Hôm nay tôi ăn chặt cả 3 tiêu chí nha bạn nhá. Thì ao này tôi nghe tin đồn là cá 5 70 cân các bạn ạ. Thì khả năng tôi chỉ câu được một con 5 cân thôi các bạn ạ. Là đo cả độ dài, độ cân nặng mới lại các thứ được khả năng tôi ăn chặt nhé các bạn nhé. Còn hai ông kia đó thật sự các bạn thì không, tôi không đánh giá cao lắm, thì câu ao gọi là ao tù, ao vớ va vớ vẩn thôi nhé các bạn nhé. Thì không nói nhiều múc. Kệ hai thằng nó nói phét ao cá rất là nhiều, thật sự quan trọng là cá nó có cắn mới câu được cá to hay không các bạn ạ. Thì bây giờ tôi sẽ đặt cần nhé các bạn nhé. Ăn đấy, được nháy rồi. Đâu? Thật chưa thì. Các bạn ơi, như vậy là phòng người đầu tiên đặt nháy cắn luôn. Ao ở đây nó khoảng mấy mẫu các bạn này. To, dài, rộng. Đây cá này hôm nay tôi nghĩ phải có con phải 5 đến 7 cân thật đấy các bạn ạ. Con quan trọng là hôm nay là có ai câu được không. Đấy thì hôm nay là chúng tôi đã mang cả vợt đi nhá. Tất cả các dụng cụ đầy đủ hết rồi. Khám rồi. Cái này phải tầm 1m2 nước các bạn ạ. Vào đây là chết luôn với chúng tôi luôn. Cả này. Có cái thằng rốt đội mũ ghê nó cũng chưa cả đặt cần, đã câu rốt thì còn chậm trễ. Nhanh nhẹn lên em ơi. Thì thời gian câu của anh em tôi vẫn là 1 tiếng nhá. 1 tiếng mà được 2 con là cũng dáng chịu nhá. Thì tôi chắc chỉ tầm 15 phút là tôi đủ 3 con như vậy. Xong rồi, mấy thằng kia nó cụt bị cụt hết à? Chả cụt cái gì nữa. Ông ao xanh thì thật tay bây giờ còn thế này. Chơi trò chơi nhiều ăn gian thì tôi bị tôi cắt mấy ngón rồi. Còn cái kia thì tính gì. Rồi nhảy xong rồi. Không gọi này. Cái to nháy thế là thấy cá nhỏ rồi. Chưa thấy tăm các bạn. Kêu vào đây. Cá to thì nó không thèm nháy các bạn này. Một là nó nuốt chửng. Tăm. Ui các bạn này, có con cá rốt vừa nó thò cả đầu lên. Mát các bạn ạ, mùa đông mùa thu câu cá mát thật. Tìm được cái ao này mát chơi quá hợp lý. Có khi nào mình đặt ở cái đoạn này lại không phải cái đúng địa điểm ăn của nó. Đúng rồi. Các bạn ơi, lẽ ra là anh em của tôi định câu ở kia các bạn ơi. Nhưng mà ở kia nó lại chó mèo nó sủa nhiều quá, nó sợ nó ồn. Thì anh em tôi không chọn cái địa điểm đấy nhá. À, các bạn ở đây thì thằng Phong nó cũng rất thích ở đây. Các bạn ở đây có nhiều chuối chín ở trên đầu. Đấy, cả đầu cả xấu. Bác ăn cho bác một nải. Ăn đủ. Hả? Tốt. Rồi, con đầu tiên tôi rồi. Ôi, khả năng con này con Gofi rồi, mày giật làm gì cho phí thật. Ôi các bạn ơi, như vậy là Hiếu đã đóng được một con rồi các bạn nhá. Vật. Hiếu bắt được con này là Hiếu nhất rồi các bạn ơi. Ui, ui các bạn ơi. Anh côn ra đây, ra góc bên này. Cả đây. Ra góc bên kia. Bây giờ sao là dòng rồi nhá. Rồi các bạn ơi. Ui lệ. Các bạn ơi. Rồi các bạn ơi. Rồi. Côn móc chậm thật. Côn vào chậm vãi lìn nha. Bảo các em lấy vật to, lấy ngay cái vật nhỏ. Vật này, vật này chứ. Các bạn ơi. Côn rốt thật. Các bạn ơi, như vậy là bắn phao, các bạn vừa thấy tôi đúng quay được cái cảnh phao nó bắn về bên kia luôn này. Ui, con đấy nhưng mà vẫn còn lưới nguyên luôn, cái lưới này tuột. Trứng là tốt đấy. Anh cô này, anh hơi chậm đấy, em bắt đàn anh đấy. Các bạn ơi, cố tình đấy. Quả đấy, Hiếu mà lên con đấy thì Hiếu nhất chắc cả các bạn là con đấy phải 4kg là. Cô này chơi, anh chơi nói. Nếu mà đã có con như thế ở đây thì sẽ có con thứ hai. Chắc chắn rồi. Thôi các bạn ơi, như vậy là một con đầu tiên thì phải tuột khỏi tay nhá. Hai thằng rốt này đặt trước có cắn đâu. Giờ lại ba thằng cắm hai vào đây rồi. Rốt này tính cái gì?
Không, hôm nay là nhớ ăn may tính gì? Ăn may. Có tiếng ao thả cá nhiều này mà hai cắn rồi, có em cắn rồi nhưng mà đây là lâu rồi này. Cuộn đầy cá là cuộn đầy ở dưới rồi. Các bạn ơi, khả năng hôm nay là sẽ có nhiều cá đấy các bạn ạ. Vừa vớt được con kia lên thì lại xinh quá, côn của ấy lờ mờ thật. Sao nó cứ dìa dìa này? Chán các bạn ơi, ao là cá to thật nhưng mà tôi thấy lượng cá vẫn hơi ít. Đúng rồi, đánh áp đặt xuống nó phải cắn liên tục. Úi, gì? Bây giờ cá to cũng chặt được vào đuôi cơ. Phong vẫn lôi rồi. Không. Tốt, Phong ơi. Ăn đấy. Chưa, nó đã đi đâu. Chỉ bị ăn rồi. Khả năng đây con cá bị ăn rồi, không như con cá to, con con vừa đấy nó thỏn. Ui. Con cá to cả này, cái phao đầu tiên kia là của côn. Rồi các bạn ơi. Ôi con này bị ăn rồi. Dòng đi. Buộc kìa. Cả dây luôn các bạn ơi. Thế này thì dám chịu nhá. Em ơi, anh có cần ấy mà. Cần gì? Sơ em cua. Không cần biết. Đây này không chịu đâu, cái móc này tuột đấy. Đâu nó bị tuột, tuột, tuột. Tuột cái đây là tuột. Vừa nãy anh ngắm rồi. Anh câu cái móc này nó bị tuột ra ngay. Cái móc này không chịu nữa rồi. Không phải là móc mà là do cái buộc kia kìa, buộc cần nhá. Buộc cần nó tuột. À, may vẫn còn cần nữa nhá. May nhá. Cái ấy này, cái dây đấy, buộc không phải thật nào ấy. Cái dây đấy móc là tuột móc thật. Thề luôn, em kiểm tra rồi. Có đây. Như vậy là hai con lại bị để sống như vậy nhá. Nó mạnh, nó mạnh quá. Lên, tí nó lổi lên anh côn mà xuống vớt đi thì. Bây cá giờ... to quá là cần này không chịu lổi rồi các bạn không ơi. Phải là cần không chịu được. Dây chịu thoải mái. Vừa ừ. Mình câu được con cá mè đấy thì thắng chặt cân nặng. Con chấm đấy cũng phải được 3 cân. Con chấm đấy cũng to mà, con chấm nó chắc thì tương con mè nhiều. Vừa con đấy con chấm hay con trôi? Chấm. Rồi. Con cá mù. Từ đây mày chưa được giật phát nào đâu. Cá mù quá. Cá ao này cũng mù hết rồi. Nhưng mà lại nhìn thấy hai thằng cái đen cái đồ đỏ đi. Mình sáng ngồi ngay. Không ai nhầm rốt thì em tự nhận em rốt đi. Em không được giật cá đâu. Con kia đâu vẫn chưa thấy phao nó lủi lên nhỉ. To nó lủi còn lâu nó mới lủi. To còn lâu lắm. Giờ nó cứ kéo đi chơi tí chắc chưa chắc nó đã này, nó lủi lên chưa nhìn thấy. Mà phao nếu mà phao này lủi lên thấy ngay. Quan trọng nó phải cứ tự gỡ được cơ. Ví dụ nó móc sâu quá thì kìa. Đây các bạn này. Vẫn ở đấy. Luôn. Nó đang lôi đi rồi. Đấy nó lại thò lên như các bạn nhá. Đây này. Anh côn lên nếu anh mua con cá đấy anh nhảy cho em. Đấy các bạn thỉnh thoảng lại lủi lên này. Nó vẫn ở giữa ao này, vừa ở cái chỗ này này. Cái này mất một phao, mất chỉ ở dưới. Ui ôi. Cả nó phao đừng kêu to quá thằng này. Cạo này cá vào đây nó đớp phao nó đéo thèm ăn mấy cái thằng mồi của thằng này. Tốt, nháy đấy phao ơi. Các bạn ơi, phao kia vớt ở dưới kìa. Đây này, các bạn ơi. Nó bắt vào mồm này, nó nhảy xuống, anh bắt con này lên. Nó lại chìm rồi. Dạ, em phao cái của em cắn kìa. Đâu đấy của anh nhớ. Bây giờ phải giật được một con đi cho nó tinh thần nó lên. Cái chì đó ở đây, chì. Dạ, cái móc tuột, cái móc của cái dây buộc vào cái móc tụt rồi. Tụt. Đây tụt nào. Tụt. Đây nào, móc phải móc. Các bạn ơi. Như vậy là côn bây giờ đang mất cần rồi. Các bạn ơi, chỉ cần có cần có phao là câu được hết. Tí mất luôn cái cần đấy thì lấy cái gì ra để chơi. Tí cứ xuống ao mà ngò. Ao giờ hết rồi, hết giật rồi. Lần này hết giật rồi, phao ở giữa ao kìa các bạn nhá. Đó. Nhiều cá to lắm cô ạ. Mỗi tội là nó giật đứt cái móc rồi. Có khi nào mấy đường rốt này tưởng nhiều gái không có con nào phải cá của côn kìa. Ôi sao hôm nay cần mình nó đen nha, mình từ đã chạy lái lắm. Chắc tôi chuẩn bị tôi dùng vật đi hớt cá được thôi. Cho thoải mái. Biết là bắt được cá. Ừ. Cái phao kia mình vào rìa kia rồi kìa, ngay rìa rồi kìa. Phòng bây giờ mày lôi được cái đấy lên là mày thắng Phòng ơi. Bây giờ Phòng sẽ sang khèo cái kia nhé các bạn nhé. Được, khèo được là tính cốt của Phòng. Rồi các bạn ơi. Như vậy là con cá đã bị tụt ra rồi. Rồi. Như vậy là xôi hỏng bỏng không các bạn nhé. Nhưng vỡ lại được cái dây với cái cước các bạn.
Tốt các bạn ơi, như vậy Hiếu lại mất dây lưu tiếp nhá. Đây 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 đây, Hiếu nhảy xuống bắt đi. Các bạn ơi, Hiếu bị tuột lại, bị tuột buộc lại đi phòng, không tí nữa cá nó cắn đấy. Dây là đứt, đứt chứ không phải là tuột đâu. Đứt à? Đứt. Ừ. Ôi, dây này nhả ra rồi mà. Ok các bạn này, đây đây. Phao của Hiếu vẫn ở giữa này. Được các bạn ơi, từ khi nào giờ câu hò này giờ tôi thấy lại. Tôi cứ lên con tầm 2 cân là tôi ăn. Không cần con to. Con này nó ngậm luôn mà, con này nó giật luôn mà. Sợ thật. Vẫn chết à? Vẫn tính. Con kia vẫn dãy kìa. Con đấy chắc phải to. Không to. To này nó phong kêu kêu vào đi phong. Kêu được. Ủa? Không có cá kêu được, con cá nó chạy ngay. Cào này tôi ăn chặt rồi các bạn ơi. Tôi 2 phát lên cá rồi, không thành công quá. Con đầu tiên nhà nghe ăn chặt rồi. Con chơi xấu thật. Con này ăn chặt cân nặng. Chấp hết tất cả các loại cá chấm ở cái ao này thật. Các bạn ơi, mới đầu tưởng ao nhiều cá dễ, mà từ lấy đã giật được lên con nào đâu. Dễ quá khó, ao nhiều cá câu này khó hay anh dễ quá thì này không thích lắm. Anh hiểu? Các bạn à, chúng tôi mấy cái cần này chưa đủ tiêu chuẩn các bạn ạ. Hôm nay mà chúng tôi mà thất bại thì chúng tôi sẽ chuẩn bị cái đồ chơi tốt hơn để giết những bọn này nhé các bạn nhé. Vừa đấy, trước khi đi câu anh em đã tính một tí về hấp mới xả hay là hấp bia thì... Cơ hội sẽ dành cho ai đây các bạn này. Tốt các bạn ơi, như vậy là Hiếu đã đóng rồi nhé các bạn. Không biết lần này có được. Ôi các bạn ơi, như vậy là Hiếu đã đóng được rồi nhá. Các bạn này, nhìn này. Tốt, lần này thì không chạy đâu được rồi các bạn ơi. Lần này thì không. Rồi các bạn này. Rồi các bạn ơi, số đây. Tốt. Xét xe kìa. Không, xe mang số này xét mất. Ui, con này là con chấm à? Chấm. Con này bao nhiêu cân? Con nào cũng bắt được. Con lại chắc tầm 3 cân. Rồi các bạn ơi, vậy là Hiếu đã được một con là gì? Con này khá là to đấy các bạn nhé. Rồi em ơi, móc mà hàm mang nó ấy, em. Không được, bắt luôn. Cậy thoải mái. Rồi các bạn ơi, lâu lắm các bạn ạ, bây giờ chúng tôi lại đổi rồi. Mỗi anh em chơi một con là chơi cân nặng thôi các bạn ạ. Cân nặng. Móc mang nó em. Tí nữa mình chả mua. Rồi các bạn ơi, như vậy là Hiếu là một con ở phòng đã đổi vị trí rồi. Sang đây thèm một thèm lên bước thèm cá. Tôi đã bảo rồi thì ngọt quay tôi thôi. Tốt. Hiếu đặt lên kia đi. Đặt lên nhảy xuống ao nhà người ta là mất. À mình đặt bên đây nó nhảy xuống đây thì giả cá nhà người ta. Ok. Rồi các bạn như vậy Hiếu một con thì khả năng Hiếu sẽ nghỉ nhá các bạn nhá. Tôi sẽ nghỉ chờ hai kết quả hai thằng rốt này các bạn. Tôi đang tính con của tôi thôi và tầm độ con này chắc chỉ 2 cân rưỡi thôi các bạn. Sao nghĩ thế em? 2 cân rưỡi thôi, con này không được 3 cân. Không được 3 cân nữa. Không. Ôi mạnh này không được 3 cân nhỉ. Con này chỉ được 2 cân rưỡi thôi các bạn ơi. Thì con này hơi bé đấy, mà con đầu tiên của tôi lên thì tôi thắng chặt với cân nặng rồi. Nhưng con này hơi bé các bạn. Không, con này thế là chấm nó dày mình mà nó mè cũng đủ nhất rồi. Con này mè lên phải 4 cân. Không sao, bây giờ còn 25 phút nữa để cho hai cái thằng, một thằng xanh một thằng đen nhá. Để nó câu lốt nhá bạn nhá. Như vậy là Hiếu thì là người chơi rất là nhàn nhá. Và tôi trông chờ hai thằng tốt kia sẽ lên cá chắc tôi nó thật nó đến trưa thật. Chưa. Thì đến chiều. Em ngồi đây thiết kế cái gì anh em mình sinh tồn đây thôi. Anh em em này em đi thiết kế buồng chuối chín. Tôi, em mà không trông cá chắc... nó mà nhảy xuống dưới này em không tính đâu đấy. Bây giờ tôi bây là tôi chỉ sợ bây giờ nó nhảy cá xuống thì không tính không sao nha các bạn ơi. Thì anh cô này lấy video lại không hay các bạn, không có cá không hay các bạn. Là phải ngồi trông à? Tôi lại câu tiếp. Không, cô là anh nghĩ một bát kỹ rồi. Đây các bạn ơi. Cô bây giờ vẫn đang đi hoài câu không tập trung câu, cứ ra đánh gà đánh giá con cá ở tôi bao nhiêu cân. Đánh giá làm gì? Ra một câu đi, lo thân mình đi. Còn đánh giá của em làm cái gì? Thật. 298. Câu được cá. Thế quái nào? Năng lực của em từ trước đến nay thì anh biết rồi. Hai thằng rốt bây giờ vẫn đang loay hoay tìm chỗ câu các bạn. Mà tiếng ao cá ao rộng như thế này. Cá rất nhiều luôn các bạn ạ. Mà bây giờ vẫn loay hoay. Nào thì tìm chỗ cỏ cho cá ăn. Nào thì đi tìm gọi là chỗ lối đi riêng. Nhưng toàn lối đi rốt biết cái gì đâu các bạn ơi. Nếu anh nghĩ hai thằng này phải sang chợ mới câu. Sang chợ đi tốt nhất anh ơi.
bảo bọn đấy sang chợ đi chứ. Hài rốt lắm. Phong bây giờ mày đẳng cấp, mày ngồi thuyền mày ra giữa ao một câu. Rượu lật đấy. Cô này, ngồi thuyền đi. Ra giữa ao câu thuyền đi, ngồi thoải mái. Đẳng cấp. Như vậy là hai cái thằng rốt kia nó lại không câu được cá, nó lại đổ xuống tại ao. Tại rốt là ngồi thuyền thôi. Rồi. Bạn ơi. Một thằng rốt đã trèo lên thuyền để câu nó tí thì không ngã lấy không ai cười được. Làm gì có ấy để đi ra dưới ao. Cứ thế mà câu thì cứ thế mà đi. Các bạn ơi, tôi đã đi ra dưới ao để câu nhá. Tí các bạn xem cá nó lôi câu đi. Lôi. Cho các bạn này. Một. Em ở đây có phải ở sông đâu mà sợ. Rồi đi nhá các bạn này. Bảo đi tận là kiên thế. Hai, hai thằng rốt này nó lại... đi câu kiểu lấy đi câu được cá rốt thật. Tôi không hiểu cô nghĩ gì, thằng Hiếu nó cố tình nó bảo nó trèo lên thuyền để nó thắng mà không biết cái gì. Còn này từ nãy không cắn này khó thế nhỉ, đáng cả cứ ở cái góc kia thì có cá nó đớp. Hôm nay không rõ dạo này câu cá chắc vong theo tôi, bác Hoàng nói mất vong vong chuyển sang tôi, thế họ bận tôi rồi. Rồi các bạn ơi, cô đã chính thức vào bờ đấy bạn nhá. Cái này đúng là vào bờ đấy. Về bờ, về bờ. Ừ. Thì ta gọi là về bờ. Ừ. Hôm qua nếu mà đánh lô 15 thì ăn hẳn đi. Vẫn đánh, vẫn 5 con vẫn chỉ trúng 1. Thời gian bây giờ thông báo là còn 10 phút nữa nhá. Khá là khó rồi bạn này. Khả năng có một con Hiếu nó câu lên cá thì nó bảo nhau. Chạy thật nhỉ, các bạn nhỉ, chạy hết ao. Ao này đang tính là 15 tấn cá ở dưới đây mà câu gần 1 tiếng mỗi một thằng được một con. Sợ thật. Bây giờ công nghệ 4.0 rồi. Cá với một con nào nó biết là đoạn này có cá câu trượt phát là nó thông báo nhau ngay. Rồi các bạn như vậy thì côn lại đóng rồi. Ôi thôi Phong, Phong ơi. Mày hỏng rồi đấy, Phong đặt làm gì nó cái đấy làm gì. Rồi các bạn như vậy côn lại được một con nhá. Rồi các bạn ơi, như vậy con chép này thì hết cơ hội to rồi. Con này có như không rồi. Con này thì được cân bạc các bạn ơi. Con này 7 lạng là thì được cân. Không được cân. Con này 7 lạng thì 6 lạng ấy. Có cũng như không các bạn ơi. Không sao các bạn ơi, mặc tôi rồi dù sao được cá. Phòng ơi, em mới tập không được cá đấy em ạ. Các bạn ơi, như vậy là con cá này thì cũng khá là bé này, khả năng Hiếu hôm nay vô địch rồi. Thời gian này còn 9 phút nữa để cho Phòng nó dẫy dụa các bạn nha. Cố lên Phòng, vẫn còn cơ hội thoải mái. Bạn ơi, pha đã biết pha cá bé đây, biết thế tôi khỏi giật xong. Vứt xuống ao cho câu lại. Đó, em cho phép anh câu lại. Cho phép vứt xuống ao câu lại. Em phải trông lại không được câu nào thì lại nhục. Tại thế muốn câu cá to thì cho phép. Thôi các bạn ơi, tôi được một con là được rồi. Tập Phòng chốc mà nó không được con nào là các bạn biết rồi, mấy tập này nó mới tập trước các bạn ơi, mới tập trước Hiếu ơi, nó bảo là nó rất không, là không to. Không phải, các bạn thế nào bị clip anh côn tôi bị ám, tôi chỉ bị clip anh côn thôi. Thế tài. Tôi chưa bao giờ tôi không câu được con nào. Các bạn ơi, cứ tình trạng như này tôi thắng tuyệt đối luôn. Cả to, cả cân, cả chiều dài à. Thắng cái gì nữa. Rồi, nếu mà em chưa giật thì con cân mèo hoa 8 cân thì... Phòng anh bây giờ đố mà câu được mèo hoa nữa. Đấy là con đấy, chúng mày gặp đúng lúc thì nó vào đấy, nó ăn thôi. Mèo, cá mèo câu rất khó luôn rồi. Chính xác. Qua quả đấy anh ăn may. Quả đấy câu được con cá mèo lên, thật sự là ăn may. Từ trước nay tôi đi câu từ cá ao, nhiều cá, chả bao câu được cá mèo. Thì hôm nay cá mèo nó cắn. Được con đấy mới đẳng cấp nhỉ. Thế. Nhưng mà khổ lỗi thằng ngu nó vớt hả? Anh Hiếu? Cây em ơi, tại thằng lấy vật rốt đấy, vật bao nhiêu cái vật này, to ông lấy sao cái vật, sao cái vật kia hết thì con chấm đấy. Em ơi, con chấm đấy nó nhỏ là vớt. Nhỏ gì nó chỉ to hơn nhau tí ấy. Không, con cá mè đây phải 4 cân anh khẳng định. Tí nó to hơn tí, nó chỉ dài hơn một tí trong cái vật đấy thì không vừa. Đấy, hớt hớt đuôi, hớt đầu nó không hớt hớt đuôi. Vật nó nhỏ quá. Coi là sau khi cãi nhau xong thì Phòng vẫn chưa được con nào. Thôi, Phòng hôm nay lại tiếp tục một cái... Tí đi, chỗ này câu vừa. Tiếp tục một clip không được câu được cái. Từ lần sau mà câu của ai là loại Phòng nhá. Phòng thua rất là nhiều trận rồi đó. Xuống hạng à? Xuống hạng như cho bác Ngọt lên rồi, mất công bác Ngọt này. Giờ cho tới, Phòng câu mới tới rồi. Bác ơi, cháu thì biết ít hơn bác nhiều. Em ơi, mấy tập, 3 tập gần đây là em đứ đự đấy.
Tập hôm nay chắc chắn mày bị bét rồi. Giờ bây giờ mày giờ chỉ có mở phủ. Vòng vòng của bác ở đây chuyển sang cháu đấy. Bác ơi, mở phú 20 triệu mắc lắm. Phòng em ngồi đây làm gì? Ừ, phút 30 chứ phải thật. Bị giặt nơi à. Ờ, phòng nó đang cắn rồi. Tốt. Con này phải để cho nó cắm ngập đi. Coi này, tư thế giật quá của phòng rất buồn cười. Cắn rồi, để cho nó ngập hẳn đi, đừng rút vội. Để cho nó ngập mồm đi. Ừ. Cạn này, để xem con này có nhá. Cố giật cái con này. Ngầm mồm cạn đó. Cố giật lên con này lên một dãy ruộng với côn. Cá này cá lăng ấy, con cá lẹp. Nó nháy này, cá to đấy hay nháy hả? Không, như cá nó đang vào kìa, hiểu thế không? Cá đang vào, cá nó đang chạy. Đang cuộn. Thằng vào ngồi kiên trì, cứ đặt chỗ đấy là cắn. Kiên trì. Em nói như kiên trì nhưng mà. Thời gian còn 5 phút nữa để cho phòng. Đấy, tốt. Cắn rồi, con này em ta cầm vào sẵn. Con này chết rồi. Tốt. Em phải đẩy xa ra tí nữa. Cá đang vào. Cá nó, cá đang vào rồi, con ấy. Ờ, cá này. Đang chờ đợi Hiếu. Hiếu ơi, tí con rô phi con lẹp vẫn phải dùng vật nó mới mỉm cười. Trong phòng nó có cơ hội. Bác bảo đây, ừ. Bác không câu, bác đừng làm như trong phòng. Phòng mạnh mà. Đợi đấy, tí nữa anh nhục nhất gì mà. Ui các bạn ơi, cá nó ở ngoài kia kìa. Phòng ngồi như thế đứng hẳn sang bên này gặp thôi. Để gặp cho nó chắc à? Thế là thừa sang tận bên kia. Nhìn cái quả này phòng cái như kiểu... tư thế đấy các bạn. Tư thế kiểu như đi là đi xuất lúa. Phòng làm gì có cắn mà tư thế cẩn thận thế. Mắc mồi tím nào, cá cắn to này phải mắc mồi tím nào. Rồi các bạn ơi, các bạn mà thích clip câu cá to thì lần sau tôi sẽ phục thù bọn này nhá. Đợt sau chúng tôi cần này thì được rồi, chỉ cần dây mới cước to hơn đúng không em? Ừ. Các bạn thời gian là sẽ còn 2 phút nữa để cho phòng nó ngâm cứu các bạn nhé. Các bạn ạ, từ quăng vào mẹ ăn điện thoại. Ừ, được, tốt. Quen điện thoại của em ấy, đừng quen điện thoại của thằng Hiếu. Thằng em để kia rồi. Quên vừa nãy quên không cầm nhầm điện thoại. Ôi phòng em ở khả năng mày hết cơ hội rồi thật. Buông. Hết đấy thế nào? Buông xuôi đi em ạ. 2 phút nữa vẫn là người ta không thể bỏ cuộc được. Tốt nhất là nhắm rồi, mắt. Cháu chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhắm mắt buông xuôi đi. Xuôi thì thua thì thôi, không bao giờ phải bỏ cuộc. Thôi cho nó bù giờ không? Không cần. Chẳng lẽ bù giờ đến chưa? Ôi các bạn ơi, như vậy là hết giờ, nhưng bây giờ anh em là đồng ý là cho phòng thích câu đến lúc nào câu. Tưởng vào thích câu đến lúc nào thì câu như này. Rồi, các bạn ơi. Vậy là clip đã kết thúc nha. Các bạn biết kết quả đấy, đây kết quả đây. Nhưng mà mới đầu ở câu mỗi người câu 3 con, nhưng mà cá nó cắn giá khá là nhiều, nhưng mà ngu giật không được, chỉ giật được 2 con thôi. Ai bảo ngu giật không được. Các bạn này, anh công bố người thắng đi. Không, cái này có phải đo không? Hả? Côn nó thì vẫn bắt đo. Mang ra đo. Mang ra đây đo. Mang vào trong kia đo mới cân cho em cái, không để không được. Thế con nào nhiều vảy hơn. Các bạn hãy chờ đợi trong kết quả nha các bạn nhá. Hả? Có tính sao con nào nhiều vảy không? Em anh nhục nó liên quan thì em không câu được cá, mà anh nhục anh câu được cá làm sao mà nhục. Các bạn này, tôi bây giờ câu lên được vẫn nhục. Tôi bây giờ là phải bắt anh côn đo này. Sau này cân nặng này. Cái gì đấy? Thôi em ơi, đo cân nặng này. Không, phải anh côn phải bắt đo. Đo, phải đo. Phải đo mới phải cân nặng. Đi em bê về đo nào. Đi. Bê. Làm sao bê được anh ơi? Các bạn ơi, nói thế thôi. Phải đã. Sắp điện thoại đi. Đây rồi. Chào thử đi. Các bạn ấy nói thế thôi, như clip này thật sự thằng Hiếu đó nó đã là người chiến thắng rồi. Thằng Phòng không câu được cá thì biết rồi. Đây con cá của tôi nó rất là nhỏ. Con cá của thằng Hiếu nó rất là to nhá các bạn nhá. Thì Hiếu đã là người chiến thắng và tôi sẽ banh cho Hiếu 1 triệu nhá. Các bạn thích chúng tôi phục thù những con cá này không? Nếu các bạn thích thì các bạn bình luận phía dưới nhá. Để hôm sau chúng tôi đem đồ nghề tốt hơn để giật nhiều hơn cho các bạn coi nhá. Hôm nay chỉ giật được 2 con thôi, hơi ít các bạn ạ. Thì clip của chúng tôi đến đây là kết thúc nhá. Các bạn mà thấy clip hay thì các bạn chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.